Tiền công trong chủ nghĩa tư bản. Một nhỏ bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản. Chúng ta đã biết người công nhân sau khi làm việc cho nhà tư bản sẽ nhận được một số lượng tiền. Số tiền đó gọi là tiền công. Vậy bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản là gì? Thì bản chất của tiền công trong chủ nghĩa tư bản đó là giá cả của hàng hóa sức lao động, nhưng được biểu hiện ra bên ngoài như là giá cả của lao động. Tiền công chính là giá cả của hàng hóa sức lao động, nhưng nó được biểu hiện ra bên ngoài như là giá cả của lao động. Bởi vì sao? Bởi vì thứ nhất, cái mà công nhân bán cho nhà tư bản chính là bán quyền sử dụng sức lao động, không bán quyền sở hữu sức lao động. Vì thế công nhân sau khi lao động cho nhà tư bản lại sử dụng sức lao động đó cho bản thân mình và gia đình. Cho nên hình như tiền công là trả cho lao động mà công nhân lao động cho nhà tư bản. Thứ hai, lao động là phương tiện kiếm sống của công nhân. Công nhân phải lao động cho nhà tư bản thì mới có tiền công. Cho nên hình như tiền công là trả cho lao động. Và cái thứ ba là người công nhân chỉ nhận được tiền công sau khi đã lao động cho nhà tư bản. Nếu không lao động cho nhà tư bản thì nhà tư bản chưa trả công cho công nhân. Vì thế nó biểu hiện ra bên ngoài cái tiền công của công nhân trong chủ nghĩa tư bản như là giá cả của lao động là vì vậy. Chúng ta xem xét hai nhỏ các hình thức tiền công cơ bản. Thì có hai cái hình thức tiền công cơ bản. Thứ nhất là tiền công tính theo thời gian, trả theo thời gian. Tiền công trả theo thời gian là cái tiền công mà trả cho cái độ dài của cái thời gian lao động của người công nhân cho nhà tư bản. Tiền công trả theo thời gian, nó có thể trả theo giờ, theo ngày, theo tuần hoặc theo tháng. Thì trong đó trả theo giờ là chính xác nhất. Tiền công trả theo thời gian thường được trả cho những công việc mà không định lượng được một cách cụ thể. Thì việc trả công theo thời gian ấy, có những yếu tố ảnh hưởng như là thứ nhất, độ dài của thời gian lao động. Thứ hai là cường độ lao động. Thứ ba là tính chất công việc. Thứ tư là trình độ tay nghề của người lao động, vân vân. Cách thức thứ hai, hình thức thứ hai là hình thức trả công theo cái sản phẩm. Thì tiền công trả theo sản phẩm là cái số lượng tiền công phụ thuộc vào cái số lượng sản phẩm hoặc là khối lượng công việc mà người công nhân đã hoàn thành. Thì tiền công tính theo sản phẩm thì chỉ có thể trả cho những công việc mà định lượng được một cách cụ thể. Để trả công theo sản phẩm thì phải xác định được cái đơn giá tiền công. Thì đơn giá tiền công được tính trên cơ sở cái tiền công trung bình trong một ngày của một người công nhân chia cho cái số sản phẩm mà một công nhân tạo ra trong điều kiện bình thường, tức là với cái điều kiện sản xuất trung bình. Vì thế thực chất của tiền công tính theo sản phẩm là một hình thức đặc biệt của cái tiền công tính theo thời gian. Đó là việc trả công cho thời gian để hoàn thành một cái đơn vị sản phẩm. Thì tiền công tính theo sản phẩm nó có cái tác dụng rất lớn đối với lại nhà tư bản, người công nhân cũng như xã hội. Đối với nhà tư bản thì trả công theo sản phẩm thì giúp cho nhà tư bản dễ quản lý, không mất nhiều công quản lý. Cái thứ hai là đối với người công nhân thì cái tác dụng là nó thúc đẩy người công nhân tích cực lao động, đổi mới, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, nâng cao tay nghề để có được nhiều cái tiền công hơn, thì tạo ra nhiều sản phẩm hơn, rồi thực hành tiết kiệm, vân vân. Và đối với xã hội thì nó thực hiện sự công bằng, làm nhiều hưởng nhiều, làm ít hưởng ít, mà không làm thì không hưởng, công bằng hơn. Tiền công có hai loại tiền công: tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. Tiền công danh nghĩa đó là cái số lượng tiền mà người công nhân nhận được sau khi đã làm việc cho nhà tư bản. Vì vậy tiền công danh nghĩa chính là giá cả thị trường của hàng hóa sức lao động, và nó phụ thuộc vào quan hệ cung và cầu về hàng hóa sức lao động trên thị trường. Giả sử nếu cung về sức lao động trên thị trường lớn hơn so với cầu về sức lao động thì lúc này tiền công danh nghĩa sẽ nhỏ hơn so với giá trị của hàng hóa sức lao động. Nhưng cái người lao động quan tâm không phải ở tiền công danh nghĩa
mà là ở tiền công thực tế. Vậy tiền công thực tế là cái số lượng tư liệu sinh hoạt và dịch vụ mà người công nhân có thể mua được bằng tiền công danh nghĩa. Ví dụ như lương thực, thực phẩm, rồi các cái đồ dùng sinh hoạt trong gia đình, các phương tiện đi lại, rồi vui chơi, giải trí, du lịch, vân vân. Vì vậy, tiền công thực tế nó có quan hệ tỷ lệ thuận với tiền công danh nghĩa và nó có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá cả tư liệu sinh hoạt và dịch vụ khi các điều kiện khác không đổi. Giả sử khi giá cả tư liệu sinh hoạt và dịch vụ không đổi thì khi tiền lương danh nghĩa, tiền công danh nghĩa tăng thì tiền công thực tế cũng tăng và ngược lại. Còn khi giá cả tư liệu sinh hoạt và dịch vụ thay đổi, giả sử nó tăng lên, còn tiền công danh nghĩa không đổi hoặc có tăng nhưng tốc độ tăng không nhanh bằng cái tốc độ tăng của giá cả tư liệu sinh hoạt và dịch vụ, thì khi đó tiền công thực tế giảm. Điều này nó thể hiện rõ nét khi mà tiền công danh nghĩa không đổi nhưng có lạm phát làm cho giá cả của tư liệu sinh hoạt và dịch vụ tăng lên thì người làm công ăn lương với mức lương danh nghĩa như cũ sẽ giảm về tiền công thực tế. Chúng ta đi tóm tắt cái phần ba lớn tiền công trong chủ nghĩa tư bản. Tóm tắt thứ nhất là bản chất của tiền công, đó chính là giá cả của hàng hóa sơ động, là sự biểu hiện bằng tiền của giá trị sơ động. Điều này là có ý nghĩa để các bạn hiểu sau này khi đi làm nhận được tiền công, các bạn hiểu nó là cái gì. Nhưng cái quan trọng hơn đó là tiền công là sự biểu hiện bằng tiền của cái giá trị sơ động. Vì thế mà muốn có tiền công cao thì các bạn phải nâng cao cái giá trị sơ động của mình. Muốn nâng cao giá trị sơ động thì các bạn phải nâng cao thể lực của mình để đáp ứng được yêu cầu của công việc này. Có lương cao này. Phải có gì? Có trí lực này. Tức là các bạn phải có kiến thức ngành nghề sâu này để đáp ứng được cái đòi hỏi của người tuyển dụng lao động này. Đồng thời các bạn phải có gì? Có kinh nghiệm sản xuất, tức là phải có kỹ năng, kỹ xảo trong cái ngành nghề đó để làm việc nó có hiệu quả. Đấy, cho nên phải muốn có công cao sau này là phải tập trung vào trong việc học tập, rèn luyện trên cả ba cái phương diện của cái giá trị sức lao động, giá trị sử dụng sức lao động, để nâng cao cái giá trị sức lao động của mình lên. Thứ hai, tóm tắt thứ hai là công nhân chỉ nhận được tiền công sau khi đã lao động. Điều này không chỉ giúp cho chúng ta thấy được là biểu hiện bên ngoài của cái tiền công trong chủ nghĩa tư bản này, nó là cái giá cả của lao động, mà còn giúp chúng ta thấy được rằng là tiền công nó chính là do công nhân tự trả lương cho mình. Bởi vì trong quá trình lao động, công nhân đã tạo ra lượng giá trị mới lớn hơn lượng giá trị bản thân, mà người lao động chỉ nhận được tiền công sau khi đã lao động. Biểu hiện ra bên ngoài như là nhà tư bản trả công, thì thực chất nhà tư bản chỉ ứng trước tiền công cho công nhân. Còn công nhân đã tự trả lương cho mình bởi vì cái giá trị mới đã được kết tinh vào trong sản phẩm. Nhà tư bản là người sở hữu tư liệu sản xuất, sở hữu sản phẩm. Cho nên sau khi bán sản phẩm, nhà tư bản sẽ bù đắp lại được cái tiền ứng ra để trả công cho công nhân. Nên chính vì thế nhìn bề ngoài thì tiền công như là nhà tư bản trả cho công nhân. Thực chất công nhân tự trả lương cho mình, tự tạo ra tiền công cho mình. Cái thứ ba là có hai hình thức tiền công, là tiền công trả theo thời gian và tiền công trả theo sản phẩm. Thì điều này là có ý nghĩa là giúp cho các bạn sau này xác định được là mình được trả công theo thời gian hay trả công theo sản phẩm, và giúp cho những người sau này làm quản lý thì biết được cách trả công. Đối với những công việc không xác định được, không định lượng được thì chúng ta nên trả công theo thời gian. Còn những công việc nào định lượng được cụ thể thì nên trả công theo sản phẩm. Bởi vì trả công theo sản phẩm nó có tính ưu việt, đó là không mất công quản lý nhiều,
rồi người lao động tích cực lao động, rồi tiết kiệm, rồi tiết kiệm nguyên nhiên vật liệu, rồi nâng cao năng suất lao động của mình, và đặc biệt là thì nó đảm bảo được cái vấn đề là công bằng. Và cái thứ tư cuối cùng trong phần ba lớn này là có hai loại tiền công, là tiền công danh nghĩa và tiền công thực tế. Và cái người lao động quan tâm là tiền công thực tế. Từ đó thì chúng ta hiểu được là trong điều kiện thực tế hiện nay chúng ta, cái ý nghĩa quan trọng là nhà nước chúng ta luôn cố gắng giảm lạm phát, duy trì mức lạm phát mức độ thấp để ổn định được giá cả của hàng hóa, đặc biệt là những giá cả của hàng hóa thiết yếu, để từ đó để ổn định được tiền công cho người lao động. Đây là một điều có ý nghĩa rất là lớn, bởi vì tiền công thực tế nó có quan hệ tỷ lệ nghịch với giá cả của tư liệu sinh hoạt và dịch vụ. Cho nên nếu giá cả của hàng hóa mà tăng lên thì tiền công thực tế của người lao động giảm. Cho nên để ổn định được cái đời sống cho người lao động phải bình ổn giá cả. Đây là cái ý nghĩa rất lớn của Đảng và nhà nước chúng ta đang thực hiện.